Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ 10 lợi ích tuyệt diệu của mướp đắng tổng hợp từ nguồn vifa.governor.vn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Hoan, những món ăn làm từ mướp đắng như mướp đắng xào trứng, mướp đắng nhồi thịt, canh mướp đắng không những có hương vị hấp dẫn mà nó còn mang lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe. Thứ nhất, tốt cho người mắc tiểu đường type 2. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mướp đắng làm giảm lượng đường trong máu thông qua tăng quá trình chuyển hóa glucose. Uống mỗi ly mướp đắng mỗi ngày có thể giúp bạn nhận được đầy đủ những lợi ích của loại quả này. Bạn nên ngưng sử dụng nếu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy hoặc sốt. Tuy nhiên, bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn uống, cũng như kiểm tra lượng đường máu thường xuyên và điều chỉnh thuốc khi cần thiết. Thứ hai là sỏi thận. Sỏi thận có thể gây ra những cơn đau dữ dội cho bạn. Mướp đắng có thể phá vỡ viên sỏi và giúp cơ thể đào thải qua đường nước tiểu, bởi nó làm giảm nồng độ axit trong nước tiểu, giảm đau do sỏi thận. Bạn có thể sử dụng một ly trà mướp đắng rất hữu dụng mà lại không cần bỏ thêm đường. Thứ ba là giảm cholesterol. Bạn có thể giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách sử dụng mướp đắng. Cholesterol trong máu cao cần chẩn đoán thông qua xét nghiệm máu. Giảm cholesterol cũng đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Mướp đắng là một vị thuốc tự nhiên giúp cơ thể ngăn ngừa các biến cố tim mạch. Thứ tư, tốt cho người bị ung thư tụy. Một trong những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên nhất của mướp đắng là đặc tính chống ung thư của nó. Mướp đắng đã được chứng minh để làm gián đoạn sản xuất glucose, có khả năng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư tuyến tụy. Bên cạnh đó, nó cũng có thể bỏ đói các tế bào ung thư gan, đại tràng, vú và tiền liệt tuyến. Vậy tại sao bạn không thêm một ly mướp đắng vào chế độ ăn của mình nhỉ? Thứ năm là da. Những món ăn và đồ uống làm từ mướp đắng mang lại rất nhiều lợi ích cho da. Nó là một tinh chất tự nhiên, nhẹ nhàng cho da, giúp điều trị mụn trứng cá, vẩy nến và eczema, mang lại cho bạn một làn da tươi sáng. Thứ sáu, giảm cân. Cũng giống như hầu hết các loại rau củ khác, mướp đắng chứa rất ít năng lượng. Vì vậy, bạn có thể duy trì cân nặng hoặc giảm cân bằng cách sử dụng mướp đắng. Thứ bảy, bổ gan. Thường xuyên ăn các thực phẩm bổ gan sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Mướp đắng giúp tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, cải thiện chức năng của túi mật và làm giảm ứ dịch. Do đó, nó rất hữu ích cho những người bị xơ gan, viêm gan, táo bón. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ việc giảm cân cũng như làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Uống ít nhất một ly nước mướp đắng mỗi ngày sẽ giúp bạn tận hưởng những lợi ích này. Thứ 8, tiêu hóa tinh bột. Đây là một lợi ích rất quan trọng đối với những người bị tiểu đường. Trong cơ thể, tinh bột sẽ được chuyển thành đường và mướp đắng giúp chuyển hóa đường. Tăng tốc độ chuyển hóa tinh bột sẽ khiến cơ thể giảm dự trữ chất béo, giúp duy trì cân nặng lành mạnh hoặc giảm cân. Chuyển hóa tinh bột phù hợp cũng hỗ trợ việc phát triển cơ bắp và tăng trưởng của cơ thể. Thứ 9, dầu vitamin K. Vitamin K đóng vai trò trong sức khỏe của xương, quá trình đông máu và kháng viêm. Những người bị viêm khớp dạng thấp có thể giảm đau và viêm khi tăng cường vitamin K. Những người bị viêm khớp dạng thấp có thể giảm đau và giảm viêm khi tăng cường vitamin K. Mướp đắng cung cấp đầy đủ cho cơ thể nhu cầu vitamin K hàng ngày. Bên cạnh đó, nó còn là một nguồn thực phẩm rất nhiều chất xơ. Thứ 10, tăng cường miễn dịch. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh rất quan trọng trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn và bệnh tật. Mướp đắng là một phương pháp tự nhiên giúp bạn ngăn ngừa cảm lạnh, giảm nguy cơ dị ứng thức ăn, nhiễm nấm và cũng rất hiệu quả trong trứng trang ngược dạ dày, thực quản và trứng khó tiêu. Đó là 10 công dụng của mướp đắng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.